Khởi đầu với nghề tư vấn bảo hiểm từ một miền quê nghèo thì khó khăn không thể kể hết. Mỗi đồng tiền đều được người ta trân quý ghê lắm. Họ sợ bị lừa, họ sợ bị mất tiền. Quá nhiều thứ để sợ nên họ từ chối mua bảo hiểm là một chuyện dễ hiểu. Việc mình cần làm là biến điều không thành có. Là một trong những tư vấn viên đầu tiên của IA Quảng Nam, tôi chưa có kỹ năng và thời thế đầy trở ngại. Tôi thậm chí còn không biết MDT loại cái gì. Nhưng rồi với bao nhiêu nỗ lực, năm 2011, tôi là thành viên MDT đầu tiên. Đến năm 2012, 2013 và 2014, tôi đều giữ vững chức vụ là MDT. Đến 2015, 2016, 2017 là tôi đạt là COT. Tới năm 2019, năm 2020, năm 2021, năm 2022 tôi là TOT. Và hiện tại đến bây giờ, tại năm 2022 đã trong vòng 60 ngày tôi đạt được MDT. Khó khăn thì nhiều, nhưng anh muốn chia sẻ với các tư vấn viên ba tuyệt chiêu giúp anh vượt qua thử thách và vươn lên. Anh đến với bảo hiểm là vì gia đình anh có rất là nhiều biến cố. Làm gì cũng được miễn đừng trái với lương tâm hay phạm pháp. Anh chỉ biết là ký được hợp đồng, có thêm hoa hồng giúp cho mình có thêm thu nhập để mua thuốc cho mẹ. Thời đó ở quê anh, người ta không biết đánh ai ai. Đường từ chỗ anh tới văn phòng khoảng 6-70 cây số. Phương tiện thì khó khăn, tư vấn 3-4 lần vẫn bị từ chối, nhưng cũng là việc bình thường. Tháng đầu tiên thì không ký được cái hợp đồng nào, nhưng anh đi nhiều hơn, nói nhiều hơn. Và hầu như anh gặp ai cũng nói về bảo hiểm. Những hợp đồng đầu tiên của anh chỉ có 2-3 triệu thôi. Mình nghĩ đến giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ giúp cho nhiều người, thì tự nhiên mình vững tâm hơn, tiếp tục cố gắng. Giống như mưa dầm thấm lâu là vậy. Từ từ họ cũng hiểu ra, họ bắt đầu ký hợp đồng nhiều hơn và giá trị cao hơn với mình. Tiếp đó không vì mình muốn kiếm tiền mà ép khách hàng phải nghe mình nói. Không được ráo riết, không quá dồn dập, dễ khiến họ khó chịu. Họ không thích nghe thì mình không nên nói nữa. Cứ chậm rãi, từ từ, ngày này qua tháng nọ. Thậm chí qua nhiều năm để họ hiểu được cái mục đích chính của bảo hiểm nhân thọ là giúp cho người giàu giữ được đồng tiền họ làm ra và là chỗ dựa tinh thần tài chính cho người nghèo khi đau ốm bệnh tật. Đừng tiếp cận khách hàng với suy nghĩ tự lợi rằng tôi sẽ được bao nhiêu hoa hồng, mà với tâm lý là mình mong muốn họ hiểu trước rồi tham gia sau. Cuộc tư vấn của tôi thường rất ngắn và nhanh, khách hàng không hài lòng hoặc từ chối thì mình cũng vui vẻ và nhiệt tình. Họ thường nói là anh chị rất thích bảo hiểm, rất ok, nhưng anh chị lại không có tiền. Thứ nhất, họ nghe chưa thấy được vấn đề. Thứ hai là họ không thích. Thứ ba là họ còn phòng vệ. Thứ tư là họ còn do dự là có nên quyết định liền hay không. Mình cần phải bình tĩnh cho khách hiểu. Mình đem đến cho khách hàng không chỉ là một dịch vụ giải pháp mà còn trao cho họ cái trách nhiệm thể hiện tình yêu thương. Xung quanh một khách hàng là cả một thị trường, khách hàng tiềm năng, gồm họ hàng nào ngọ mỗi bên, con dâu, con rể, con ruột. Nếu mình không chăm sóc tốt một khách hàng, tức là mình bỏ qua một lượng lớn khách hàng tiềm năng khác. Việc chăm sóc tốt khách hàng đã giúp tôi duy trì được MDT, COT và TOT. Tôi chăm sóc khách hàng như người thân trong gia đình và khách hàng cũng xem mình như người thân của họ. Sẵn sàng giới thiệu bạn bè, người thân của họ cho mình, thậm chí phải chăm sóc họ trước khi họ là khách hàng của mình. Và sau này có nhu cầu chắc chắn họ sẽ ký hợp đồng với mình vì đã quen nhau và hiểu nhau rồi. Ngành bảo hiểm và IA đã cho tôi rất nhiều, tất cả nhà cửa, xe cộ, những chuyến đi mà tôi có thể dành tặng cho gia đình mình và khách hàng của mình đi cùng. Tôi có được tài chính để giúp đỡ cho người thân của mình, có được không gian sinh sống thoải mái hơn, mọi việc ổn định theo. Đó là cái giá trị đáng quý nhất. Đến ngày hôm nay thì tôi không đạt nạn việc kiếm tiền nữa. Nhưng một ngày không đi tư vấn bảo hiểm là tôi nhớ khách hàng, nhớ những câu chuyện bảo hiểm chịu không nổi. Với tôi, bảo hiểm không chỉ là cái nghề mà là sự nghiệp, là trách nhiệm trả ơn cho xã hội. Cái chuyện với IA là ngẫu nhiên, nhưng tôi nhận ơn của IA quá nhiều. Nên bây giờ tôi cũng thấy mình phải có bổn phận, phải phục vụ và phát triển thương hiệu cũng như nguồn nhân lực của IA.